Ok, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ chơi game Crush Finger nha. Ok, bắt đầu. Dẫm nào. Tránh mắt cất ra nào. Ôi, xà bông, dính răng, xà bông. Con vịt, thôi, tránh này. Dẫm chút nào, xà bông, cơm cà. Tránh mắt phân một cái bếp. Hồng ngoại à, dính răng, xà bông, con vịt, tránh các loại vật. Có vòng về được rồi nha. Tiếp tục nha các bạn nha. Giống xà bông gấu tránh dao ra. Giống xà bông gấu tránh sô cô la lửa ra. Giống gấu tránh lưỡi răng ra. Tiếp tục tương cảm tránh răng tương cảm lưỡi răng tương cảm vịt tránh mấy phân ra vịt tránh ra. Ok, biết rồi nha. Ok, bây giờ mình nên kết thúc nha. Bye bye.